Cho các bạn những hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy ở đây, đó chính là cửa hàng Apple Store Marina Bay Sands tại Singapore. Và tập đoàn Apple đã tiến hành xây dựng một cửa hàng Apple Store với ý tưởng là một quả cầu nổi nằm trên mặt nước và có thể phát sáng. Nhìn từ xa nó giống như một cái tác phẩm nghệ thuật đầy ấn tượng và thu hút mọi ánh nhìn. Và để tiếp cận Apple Store này thì các bạn sẽ đi vào một cái trung tâm mua sắm và có một cái lối đi như thế này. Và bên trong đó, trước khi mình đến Apple Store thì rõ ràng các bạn nhìn thấy có rất nhiều hoạt động xung quanh. Có một cái dòng sông, mọi người có thể chèo thuyền trên đó. Chúng ta có thể gọi thức ăn, thức uống và ngắm cảnh rất là đẹp. Rất là đẹp đúng không các bạn? Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi đến Apple Store. Cửa hàng Apple Store Marina Bay Sands là cửa hàng thứ ba của Apple tại Singapore. Và chúng ta vẫn cần nhớ cửa hàng đầu tiên gây nên sóng gió làm cho mọi người rất là quan tâm, đó là cửa hàng được đặt tại đường Orchard, Singapore. Và cửa hàng thứ hai nằm ở sân bay Changi Airport. Tuy nhiên thì với cửa hàng thứ ba này đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ những người yêu thích các sản phẩm của Apple vì kiến trúc độc đáo của nó. Các bạn nhìn thấy ở bên ngoài lối đi vào chính của Apple Store được thiết kế rất đơn giản nhưng toát lên sự sang trọng, quý phái. Ở bên trong cửa hàng đây các bạn được nối thẳng trong một không gian mở với khu mua sắm chung. Hai bên bức tường là được ép những cái tủ âm tường để trưng bày các sản phẩm của Apple. Và chính giữa là một hàng ghế gỗ dài gồm 6 bộ bàn như thế này. Bên trên đặt những sản phẩm của Apple cho khách hàng trải nghiệm. Các bạn dễ dàng nhìn thấy tất cả những sản phẩm của Apple ở đây, chẳng hạn như TV của Apple nè. Màn hình phải nói rất xuất sắc luôn các bạn, độ sắc nét, nhìn rất là đã luôn. Và đây là một số cái sản phẩm khác của Apple, chẳng hạn như là các cái dây đeo đồng hồ nè các bạn, của Apple Watch, nhìn rất là nhiều màu sắc và sặc sỡ luôn. Và khách hàng, một bạn này đang đến để trải nghiệm các sản phẩm. Các bạn nhìn thấy nè, dây đeo quá đã luôn. Và bên đây là một số cái điện thoại cũng như các thiết bị nghe nhìn. Các bạn nhìn thấy các phụ kiện được bán rất đầy đủ. Nếu như bạn là một fan hâm mộ của Apple thì mình tin chắc rằng khi mà bạn lọt vào cửa hàng này thì có thể bạn mất cả buổi mới có thể tìm hiểu, khám phá hết, trải nghiệm hết những sản phẩm. Bên này bán loa và tai nghe. Các bạn nhìn thấy kìa, các sản phẩm của Apple được chất lên rất là tinh tế. Và đây là một anh chàng nhân viên của Apple đã hỗ trợ khách hàng khi mà khách hàng đã mua một cái điện thoại mới ở đây. Và anh này ảnh hỗ trợ full dịch vụ luôn. Và ảnh vừa làm nhưng ảnh vừa trao đổi hướng dẫn cho khách, rất là hay. Cái giá tiền mà các bạn muốn tìm hiểu ở những cái điện thoại này thì khác với các cửa hàng điện thoại mà mình hay thấy thì người ta sẽ ghi cái giá tiền bên ngoài đúng không? Nhưng ở đây giá tiền được nằm ẩn bên trong cái iPhone luôn. Thì các bạn sẽ đưa tay vào để các bạn mở màn hình lên. Và khi bạn mở màn hình lên, chẳng hạn như các bạn nhìn thấy mình làm mẫu ở đây đó, thì các bạn sẽ thấy được là chẳng hạn ở đây là chiếc iPhone 13 Pro Max với những cấu hình khác nhau thì cái số tiền hiện lên khác nhau, các bạn nhìn thấy ha. Và cái mức tiền này sau khi mình trừ thuế, mình mua ở nước ngoài, ở Singapore là mình được hồi thuế các bạn. Và mình ra sân bay mình sẽ được lấy lại thuế, giống như là thuế giá trị gia tăng vậy đó. Thì khi mình so giá thì về Việt Nam thì nó cũng tương đương với iPhone ở Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ đi lên lầu để trải nghiệm một không gian ở trên lầu như thế nào.
Và cái phần trên lầu này, nếu chúng ta nhìn bên ngoài vào, thì đó chính là cái phần nổi bên trên mặt nước. Các bạn nhìn thấy kìa. Rất là nhiều sản phẩm của Apple được để lên bàn cho khách trải nghiệm. Và đây là khu vực để có những cái sinh hoạt của Apple, hoặc là những sinh hoạt dành cho cộng đồng. Có những cái game để mà trao những cái giải thưởng do Apple tổ chức. Và cái không gian ở đây thì các bạn nhìn thấy rất là thoáng đãng, đặc biệt là nằm giữa vịnh Marina Bay Sands. Do đó các bạn có thể hoàn toàn vừa trải nghiệm sản phẩm, đồng thời vẫn có thể ngắm được Singapore. Các bạn nhìn thấy ngay từ xa có một con sư tử phun nước, biểu tượng của Singapore. Các bạn có nhìn thấy chưa? Rồi, đó. Mình zoom lên cho các bạn xem cho rõ ha, biểu tượng của Singapore. Đó. Ai đến Singapore thì cũng một lần muốn đến con sư tử này để chụp hình. Và mình muốn nhân cơ hội này thì cũng quay một vòng lại cho các bạn nhìn thấy quang cảnh xung quanh của Apple Store nằm trên vịnh Marina Bay Sands. Khi mà mình ghé thăm cái cửa hàng Apple Store này thì giai đoạn dịch vẫn còn chưa có dứt hẳn, mặc dù Singapore đã rất là cởi mở trong vấn đề mà nhập cảnh, thì họ cũng không có đòi hỏi mình phải có xét nghiệm âm tính, mà mình chỉ cần cầm hộ chiếu, thẻ lên máy bay, đồng thời là mình có khai báo cái tờ mà xuất nhập cảnh mà mấy khi mình hay khai bằng tờ giấy được phát trên máy bay á. Thì bây giờ mình sẽ được khai online trước trong vòng 3 ngày trước khi mình khởi hành, là mình có thể đến được Singapore một cách rất là đơn giản. Tuy nhiên thì khi mình vào cửa hàng trong này thì các bạn lưu ý là luôn luôn phải đeo khẩu trang. Nếu mình bỏ khẩu trang ra thì mình có thể sẽ bị nhắc nhở thôi, chứ cũng không có vấn đề gì. Các bạn sau khi tham quan xong thì các bạn có thể mở cửa để đi ra một cái lối đi nhỏ này, các bạn nhìn thấy không? Và tại đây các bạn có thể nhìn lại Apple Store, và đồng thời các bạn sẽ cảm nhận được những làn gió mát vi vu được thổi từ vịnh lên trên mái tóc của các bạn, và các bạn có thể chụp được những bức hình với những cái view rất là độc đáo mà chỉ tại đây mới có. Các bạn có thể nhìn lại một lần nữa khu vực của vịnh Marina Bay Sands Singapore, nơi mà cửa hàng Apple Store này. Mình rất tiếc là buổi tối mình không có dịp để mình có thể trở lại để bổ sung thêm một số cái thước phim vào ban đêm cho các bạn có thể có một cái nhìn tổng thể. Tại vì vào ban đêm cái quả cầu này nè, sáng rực luôn các bạn, và xung quanh là những cái tòa nhà chọc trời như thế này cũng được thắp đèn rất là sáng và tỏ ánh sáng xuống dưới bờ vịnh Marina Bay Sands. Do đó thì tạo nên một cái khung cảnh rất là choáng ngợp và rất là đẹp về đêm.